Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series One Piece trên channel Shonen Action. Trang 1022 đã sớm có bản tiết lộ mới spoiler và chúng ta đã được cung cấp khá nhiều thông tin mới trong chương mới nhất sắp tới. Chúng ta sẽ thấy một trận loạn chiến đúng nghĩa khi Sanji đã phải đối mặt với cả King và Queen cùng một lúc và suýt chút nữa đã bị Bero Spero đánh lén. Nhưng cuối cùng thì Sanji đã được Marco và Nekomamushi hỗ trợ, đồng thời thì Zoro đã hồi phục lại và phối hợp cùng Sanji đối phó với cả King và Queen. Chính vì vậy, trận chiến đỉnh cao tiếp theo sẽ là trận chiến của hai người, là đôi cánh của vua hải tặc đối mặt với hai thảm họa mạnh nhất của băng bách thú. Trận chiến căng thẳng tiếp theo sẽ được Oda thể hiện tiếp, có lẽ chính là trận chiến giữa hai cha con Kaido và Yamato, với một Kaido nghiêm túc chiến đấu trong hình dạng lai rồng, muốn nhanh chóng hạ gục đứa con của mình để tiếp tục nhốt lại, thì trận chiến nghiêm túc của Kaido với Yamato cũng sẽ sớm kết thúc thôi. Luffy cần phải nhanh chóng hơn nữa để có mặt kịp lúc trước khi Yamato không thể chống đỡ nổi. Hiện tại, tính từ lúc trận chiến ở Onigashima bắt đầu khai chiến, thì Luffy đã từng đứng dậy chiến đấu với Kaido hai lần. Hiệp 1 là lúc toàn bộ 5 siêu tư tinh hợp lại khai chiến hai tứ hoàng Kaido Big Mom ở Chap 1000 và hiệp thứ hai là khi cậu tỉnh lại và thức tỉnh cách sử dụng Haki Bá Vương lên đòn tấn công. Mặc dù cả hai hiệp Luffy đều bị thua, nhưng cậu đã sẵn sàng để quay trở lại hiệp thi đấu thứ ba. Trong quá khứ, cũng có trận chiến Luffy phải thi đấu quá nhiều hiệp thì cậu mới có thể tìm ra cách chiến thắng. Đó là điểm giống nhau ở cốt truyện Alabasta. Ngài cá sấu khi đó quá mạnh, cũng suýt chút nữa giết chết được Luffy, và lần này cũng vậy. Kaido cũng quá mạnh khiến cho Luffy phải nghỉ giữa hiệp để chuẩn bị cho hiệp thi đấu thứ ba. Kaido là thuyền trưởng đứng đầu của băng hải tặc bách thú khét tiếng tàn bạo, được mô tả là một sinh vật mạnh nhất thế giới với những số lần tự tử không chết và vô số lần thu phục ý chí của những kẻ mạnh. Những gì chúng ta thấy được ở Kaido, hắn ta là một người rất thích đi tự sát, quay vlog thử thách 24 giờ tự sát nhưng không thành. Tại sao hắn muốn chết? Bởi vì hắn muốn một cái chết vĩ đại, một cái chết đúng nghĩa cùng sự vinh quang như cái chết của Dâu Trắng và Roger, nhưng không làm được nên đành ngồi uống rượu rồi ngồi khóc. Những người có cái chết vĩ đại như Roger, Dâu Trắng, Odin đều khiến hắn cảm thấy nể phục và hắn thấy được sự vĩ đại và tinh thần vững chắc của họ. Trong suốt cuộc chiến, Kaido cũng thấy được Luffy có tư chất của những người đó và hắn cảm thấy phấn khích khi có thể bung hết sức mạnh và đón nhận những thứ mới mẻ hơn. Hoặc đúng hơn, nếu thất bại thì hắn sẽ có được cái chết vinh quang. Nhưng vui vẻ không được bao lâu thì Kaido sớm thất vọng về Luffy. Cậu ta đã bị hắn đá bay khỏi đảo và nói rằng hắn không phải là Joy Boy. Vì vậy, như mình đã đề cập, Kaido hoàn toàn trống rỗng và chỉ mong muốn là có một cái chết vinh quang như Roger và Dâu Trắng, Odin sẽ để lại điều gì đó to lớn và vinh quang, chứ không phải là sự bất tử như hắn bây giờ. Hắn vẫn đang chờ đợi về lời tiên tri của Joy Boy sẽ tới Wano và chuẩn bị một cái chết vĩ đại như cách Odin đã hy sinh. Kaido đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới, ngoài việc đương nhiệm làm tứ hoàng gia thì còn đang sở hữu số tiền thưởng hơn 4 tỷ 6, cao nhất so với bất cứ tên cướp biển nào hiện còn sống sót, chỉ thua kém tiền thưởng truy nã của Dâu Trắng và Goldie Roger. Kaido đã bắt đầu hành động di chuyển đến Marineford để cố gắng lấy mạng Dâu Trắng, điều mà ít ai dám làm vào thời điểm đó, và sau đó đụng độ với Shanks. Khi Gecko Moria đang ở thời kỳ đỉnh cao, Kaido đã chiến đấu với hắn ta và giành chiến thắng, giết chết toàn bộ thủy thủ đoàn của hắn ta. Hắn ta cũng đụng độ với Big Mom liên tục trong suốt một đêm và dĩ nhiên là không có bất cứ thương tích nào. Trong khi Cửu Hồng Bao cố gắng hết sức và móc lốp thì mới có thể đâm được kiếm vào người Kaido, thậm chí là còn sử dụng tuyệt chiêu của Odin là Đào Nguyên Thập Quyền để khắc lên người Kaido một vết, nhưng hắn tự tin tuyên bố là ao trình và vết thương quá non, không mạnh như Odin, không thể gây sát thương cho hắn được. Khi bị tấn công đồng thời bởi Luffy, Law, Kid, Zoro và Killer, Kaido cũng đã chịu thiệt hại, ngay cả ở dạng lai. Mặc dù gánh chịu nhiều sát thương lâu dài hơn từ năm thanh niên thế hệ tồi tệ, nhưng Kaido vẫn tiếp tục chiến đấu trở nên nghiêm túc hơn, là lo sợ bởi khả năng gây sát thương ngày càng tăng của họ, cho thấy sức chịu đựng và khả năng chịu đau rất lớn. Bất chấp việc vô tình đỡ dậy Luffy vận dụng Haki Bảo Vương cao cấp, nhưng Kaido vẫn có khả năng đánh bại cậu ta, mặc dù Kaido thừa nhận rằng cuộc chiến khiến hắn ta phấn khích hơn trước đó. Trong một cuộc phỏng vấn, Oda đã nói rằng ông không biết làm thế nào để Luffy giành chiến thắng cả vì Kaido cực kỳ mạnh mẽ. Khi Kaido xuất hiện lần đầu tiên, tôi đã nói rằng Luffy chưa thể đánh bại một nhân vật mạnh mẽ như vậy và tôi vẫn chưa biết Luffy sẽ đánh bại Kaido như thế nào. Chắc khán giả của tôi sẽ không hài lòng nếu lý do đánh bại Kaido chỉ vì cú đấm của Luffy quá mạnh. Luffy và tôi sẽ phải tìm ra giải pháp bằng cách nào đó. Sau khi Luffy bị đá bay khỏi đảo và được trục vớt bởi đội của Law, thì bây giờ Luffy hiện giờ đang phải nghỉ ngơi và ăn uống liên tục bằng một số lượng đồ ăn khổng lồ do Caribou cung cấp. Thuyền trưởng băng mũ rơm sẽ sớm trở lại đảo Uni để bắt đầu chiến đấu hiệp 3 với Kaido. Nhưng mình nghĩ rằng một dạng gear cao cấp như gear 5 sẽ chưa thể xuất hiện ngay được, mà có thể phải tận cuối trận chiến, trong giây phút cần thiết nhất thì gear 5 mới xuất hiện. Còn tiếp theo ngay lúc này, mình tin rằng Luffy sẽ có hình dạng gear 4 mới và đó sẽ là gear cuối cùng của cậu. Nó sẽ được gọi tên Gear 4 Tiger Man. Điều này chỉ dựa trên hai điều mình thấy khá hợp lý. Thứ nhất, tất cả các dạng gear 4 của Luffy đều được lấy cảm ứng và tạo ra để chống lại các loài động vật ở đảo Rusukaina. Ngoài ra, còn có một con hổ ở Rusukaina nữa.
Để có một khả năng toàn diện để đối phó với những loài động vật trên đảo Rusukaina, Luffy cần phải phát triển các kỹ thuật gear để đối phó với những con quái vật khổng lồ. Để bay được, đối phó với những loài chim thì có dạng bay, Bouncemen, quái vật phòng thủ tức là rùa, do đó có dạng Tankman, quái vật nhanh nhẹn tức là rắn, có dạng Snakeman. Ngoài những trạng thái gear 4 đã sẵn có, thì Luffy cũng đã có những trạng thái tuyệt chiêu gear 4 mang tên những con vật ở trên đảo, ví dụ như Tê Giác, King Kong, Rắn Mamba. Ngoài ra thì còn có những con vật như hổ và cá sấu, sư tử chưa được khai thác. Có thể Oda sẽ lấy đó là gợi ý cho chúng ta khi giới thiệu trạng thái gear 4 mới. Mình nghĩ rằng hổ sẽ được chọn, còn sư tử và cá sấu thì chắc sẽ cho vào tên của những chiêu thức trong gear 4 như King Kong Gun vậy. Thứ hai, trong thần thoại cổ đại của Nhật Bản, hổ và rồng được coi là ngang hàng với nhau. Kaido là một con rồng và do đó sẽ rất phù hợp nếu Luffy đánh bại rồng với việc sử dụng gear 4 Tiger Man. Mình nghĩ rằng gear 4 Tiger Man sẽ tập trung vào việc thành đạo Haki Bá Vương, giống như gear 4 Snake Man là tập trung vào việc thành đạo Haki Quan Sát. Oda có thể đã báo trước gear 4 Tiger Man gần đây trong trang bìa màu của chương 985. Chúng ta đã có ảnh 3 siêu tư tinh để hạ gục Kaido. Về trang phục của Luffy, chiếc quần đùi của anh ấy gợi nhớ đến họa tiết Tiger trên áo. Chúng ta sẽ sớm được thấy gear 4 Tiger Man và Kaido chứ? Nếu trường hợp gear 4 Tiger Man không thể hạ gục được Kaido, thì Oda cũng đã để dành gear 5 cho trận chiến này. Một độc giả đã hỏi Oda trong tập 98 của SBS One Piece. Câu hỏi đại khái có thể hiểu là nếu gear 4 tồn tại, liệu gear 5 của Luffy cũng có tồn tại không? Câu trả lời của Oda: kẻ thù phải tiêu diệt lúc này chính là người đàn ông được cho là sinh vật mạnh nhất thế giới. Do đó, thế giới đang chuyển đổi từ 4G sang 5G. Sau đó Oda hỏi, G ở đây có nghĩa là gear đúng không? Nếu đây không phải là câu nói đùa của Oda, thì thực sự sẽ rất thú vị nếu Gear 5 trở thành một đòn chủ lực của Luffy để chống lại Kaido. Các bạn nghĩ sao về trạng thái mới của Luffy là Gear 4 Tiger Man thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình biết nhé. Nhấn like và subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.